Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay rảnh rỗi tiếp tục lên sóng để hướng dẫn các bác cách chỉnh vang số ở cái phần echo, tức là chỉnh echo ngắn và echo dài theo sở thích của từng người. Trong cách hát karaoke thì echo vẫn là quan trọng nhất, một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhất là người Việt Nam mình hát tiếng Việt có dấu, nó uốn lưỡi nên kiểu gì hát cũng phải có echo. Đấy. Còn ở người châu Âu thì có thể người ta hát reverb không, vì người ta phát âm là không có dấu, phải không ạ? Người ta không có dấu. Và chỉnh bao nhiêu là đủ, chỉnh bao nhiêu là hay, và echo nhiều hay ít thì là phụ thuộc vào khả năng hát và khả năng cảm nhận của từng người. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn trong quá trình gài vang số thì rất nhiều các bác hỏi. Đấy, nhiều các bác hỏi rồi thì thế nào là cân bao nhiêu echo cho đủ? Thì rất là khó, chỉ có em chỉ cài đặt cho các bác là echo ngắn và echo dài. Echo ngắn thì nó sẽ ngân luôn và nó sẽ hát, nó sẽ cảm giác có độ thật hơn, thật cái về echo nó như kiểu mình đang ngân đúng như cái lời của mình ấy. Còn echo dài thì là cái đuôi nó dài ra ấy, làm người hát cảm giác nó nhẹ hơn đấy. Nên là chính đến là cái thật chỉnh thì hôm nay thì hướng dẫn các bác chỉnh nhá, tất cả ở trên cái dòng vang số X. Và để nói qua về echo ngắn và echo dài chúng ta hiểu như nào. Chẳng hạn khi một người hát nó phát âm một từ A thì nó sẽ ngân là, hoặc đọc một số 1, 1 thì nó sẽ ngắn, thì sẽ là 1, 1, 1, 1. Nó cảm giác mình ngân rất là tự nhiên. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta đặt echo dài thì nó sẽ đọc số 1, 1 nó sẽ thành 1, 1, 1, 1. Đấy. Ví dụ như thế đúng không ạ? Và mỗi cái echo ngắn echo dài đều có đặc điểm, nhưng dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu là đủ thì theo sở thích của từng người và tùy theo từng beat của bài hát nữa, từng beat của từng bài hát nữa. Các bác chẳng hạn như các bác hát những cái bài hát mà nó mang tính chất acoustic mà hát nhiều echo quá thì nó không hay, nó không rõ lời. Acoustic nó phải rõ lời, mà acoustic mà chỉ nhiều echo là không hay rồi, phải không ạ? Chúng ta phải cho nên reverb một tí cho nó rõ lời ra. Đấy, thì hôm nay hướng dẫn các bác tỉ mỉ. Thì đầu tiên các bác để ý nhé, trên con dòng vang X thì có chữ echo đây này, echo đây này. Thì con này nó có phần effect. Đó. Thì ở phần X ấy, thì các bác để echo, effect, level. Thì chúng ta để 100. Direct, level ở phía dưới này. Thì thường là em để từ 40 đến 50. Đấy. Đây này em tắt hết tận bộ reverb đi rồi. Ở trên con vang số DMX DK 5008. Chỉ còn echo không thôi. Đấy, các bác nghe thử tiếng mic nhé. Nên. Đấy. Em đã căn chỉnh ở chế độ echo rồi. Đấy, hôm nay sẽ hướng dẫn các bác vào luôn việc. Thì cái direct never các bác để từ 40 đến 50. Tại sao lại giải thích cho các bác đi với cái dịch tiếng Anh. Direct never nên là chuyển đổi trực tiếp các tín hiệu đầu vào qua hệ thống mic. Đấy, và chuyển trực tiếp thành echo, tức là để 50% thôi. Càng để nhỏ thì chúng ta sẽ echo sẽ không nghe rõ. Thì để lớn như này thì chúng ta nghe rõ echo ra thì chúng ta sẽ cảm nhận tốt hơn. Đã, tiếng nó sẽ còn để nhiều hay để ít thì tùy các bác, nhưng mà khuyên các bác thì những thông số chuẩn thường thường là 40 đến 50. Đấy, đây là chế độ ở chế độ echo nhé. Còn chế độ reverb thì chúng ta thì cho nhỏ đi nữa. Thì lúc ấy mình cần làm rõ tiếng reverb lên thì là lại phải direct never của reverb sẽ phải cho lên 50. Ấn thông số tiếp theo này. Echo pre delay. Echo pre delay. Thì nhà nói các bác thì nó cũng hơi trừu tượng, tức là cái echo pre đến đây mình hiểu đơn giản như này, tức là cái khoảng thời gian sau khi các bác căn chỉnh ấy, phát âm chữ A ấy, thì cái thời gian mà nó sẽ phát hiện chữ A tiếp theo đấy, A, tức là tín hiệu gốc đấy. Nếu như các bác mà để cho echo ngắn á, thì các bác có thể chuyển về không không thì để khi ngân nó xuất hiện luôn, echo nó xuất hiện luôn, rất là hay. Tức là những người hát chuyên nghiệp, người hát hay, người ta cần cái chế độ này. Nên 5 6 7 1 2 đấy, tức là echo luôn. Nếu các bác muốn hát echo dài thì các bác có thể chỉnh lên khoảng tầm 20 30 để em cho tận 40 để các bác cảm nhận cái đuôi dài nhé của echo pre delay này. Nên nên 5 6 7 tức là nó sau khi ano xong 40 mili nó mới xuất hiện cái hiệu ứng. Đấy. Đây là cái thông số echo dài này, ngắn dài nằm ở cái đây, bắt đầu từ đây nhá. Tiếp theo
Bác ấn thêm, nếu mà cái ngắn bác có thể từ 0 đến khoảng 10 năm, 20, tùy theo sở thích, tùy theo từng beat nhạc, tùy theo cách hát nữa. Đấy. Còn echo delay, này, ở đây em đây có thể bác để tùy từ 200 đến 300, tùy theo, chẳng hạn bây giờ em để cho bác là từ 200 đi. Đấy. Thì cái này chính là cái độ, cái khoảng thời gian mà xuất hiện echo ấy, tức là delay đấy. Khoảng thời gian delay đấy của echo, tức là cái khoảng khoảng nạp ấy. Chẳng hạn như đây là 260. Thì 260 giây mini giây này là cái độ lớn thời gian xuất hiện cái echo đấy. Đấy. Chẳng hạn em hay echo ngắn thì thường là các bác sẽ để tầm tầm 200 hoặc từ 200 đổ lên nhé. Các anh nghe này. Nên Đấy. Tức là rất là ngắn, cái khoảng này rất là ngắn. Thì chúng ta có thể di chuyển thường thường là ngắn, mà so với người Việt Nam hát được ấy, thì tầm thường là khoảng 220 đến 230. Đây là em để 230, các bác nghe thử nhé. năm sáu bảy Đây là echo ngắn. Các bác cái khoảng thời gian xuất hiện, có nếu làm chế độ echo dài các bác có thể để dài ra, có thể từ 250 đến 260 đến 270. Chẳng hạn như là nếu hát giống âm ly nó phải lên tận khoảng 280. Đây này, các bác nghe thử này. Nó ngân, nó xuất hiện dài ra và nó chậm lại, cảm giác nó ngân chậm lại đấy, chính là cái khoảng thời gian để echo xuất hiện delay đấy. Và cái này là echo ngắn echo dài cũng, đây cũng là tham số chuẩn này. Ngắn thì các bác để khoảng tầm 220 đến 230 đấy, còn dài thì các bác nên để khoảng tầm 260 là vừa, nhiều quá nó cũng không hay, cũng còn thường thường là dài, các bác thể 260 đến 270 năm sáu đấy, đây chính là echo dài 1 2 3 4 5 6 7. Nhiều quá thì nó dài quá thì echo nó rối, nếu mà mic của bác không tốt nữa thì là cứ lặp lại những cái tiếng không tốt của mic ấy, thì là thật sự là không hay. Thì các bác để ý lưu ý nhé, cái phần delay này, echo delay này ở những dòng vang số X ngắn thì thường khoảng là 230. Nếu muốn các bố chữa các bác chuyển về chữ echo ngắn ấy, 230 này cô ngắn này. Một hai anh ngờ biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ấy, nhưng hát này nhiều nhiều lúc các bác lại uống rượu và các bác lại thấy thấy hơi nó ngân, nó không lộ ra, nên các bác cứ echo nó không lộ ra nhiều, nên các bác sẽ cảm thấy nó sát rất nặng. Thường thường các bác thích nên hai echo dài, các bác chỉnh lên khoảng 260 chẳng hạn như này nhé. Anh ngờ biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi ấy mùa này con nương cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Đấy. Đây là cái thông số echo delay. Tiếp theo là cái thông số repeat này, thông số nạp này. Đấy. Nạp bao nhiêu, tức là nạp 50 60 lần hoặc bao nhiêu đấy, thì là thường thường là các bác echo dài, echo ngắn repeat này, các bác có thể để 50% à, để 50 đến 5 năm, thì thường là em sẽ để cho các bác năm ngắn là 50 nhé, 5 năm đấy, hoặc 50 tùy đây, 50 này lên 1 2 đấy. Tức là ngắn các bác để thường tập nạp khoảng tầm 50 đến 55%, thì còn dài các bác có thể đến 60 đấy, tức là nó phải phù hợp theo cái tỷ lệ, thì cũng theo cảm nhận nhé, vì có những cái không gian chúng ta không thể nạp nhiều nó ngắn quá, nó hơi rối, tức là nó va đập lại tiếng echo rất là rối đấy các bác. Cái này thì có những thông số chia sẻ rất là chi tiết, thì chẳng hạn như tỷ lệ đấy, tỷ lệ ngắn hoặc dài đấy, thì em sẽ làm, các bác cần thì em sẽ cho những cái thông số ấy riêng đấy. Còn không có một tham số chuẩn nào cả, không có một tham số chuẩn nào cả, các bác sẽ phải cảm nhận theo theo cách thích hát của mình. Và đây em sẽ cài thử các bác là một chế độ echo ngắn, một echo dài, các bác cứ xem nhé. Vâng, và bây giờ em sẽ thử cài một chế độ echo ngắn, echo dài cho các bác xem nhé. Đấy, chế độ một là echo ngắn, thì cho các bác xem lại cái thông số em sẽ cài thử nhé, theo cái không gian của em. Đấy. Tiếp theo là thông số tiếp theo echo ngắn đấy. Delay là 240, repeat là 50. Đấy là một cấu hình các bác cho các bác tham khảo nhé. Ok chưa? Đấy. Bây giờ alo cho các bác nghe tiếng nghe echo ngắn này.
thoát ra đã. Nên anh ở biên cương, lời con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở lời ấy mùa này con nương quê dòng sông nơi ấy quê nhà. Rồi đấy là chế độ eco ngắn, tức là khi hát xong mình cài chế độ eco ngắn thì bài hát cảm giác nó rất là tự nhiên, tức là ngân nó rất là tự nhiên, nó không, nhưng mà hát nó sẽ hơi nặng, phải không ạ? Thì bây giờ sẽ chuyển chế độ eco dài, tức là chế độ 2, recall, chú gọi chế độ 2 cho bác xem. Ok chưa? Đấy, chế độ 2. Các bác tham khảo thì thông số nhé. Rồi, vẫn là thế. 24 mili giây. Đấy, delay tận 260, repeat 60. Ok chưa? Các bác nghe thử nha. Thoát ra cho nghe thử luôn. Đây là chế độ eco dài. Nên 5, 6, 7. Hát nó rất là nhẹ. Rất là nhẹ các bác nhé. Anh ở biên cương, lời con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở lời ấy mùa này con hương, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Chế độ 2 thì là dành cho cơ bản cho rất là nhiều người, nhưng dài bao nhiêu là đủ thì các bác dựa vào cái thông số này chuẩn để có thể thay đổi theo ý đồ của mình. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em nhé. Đây là hướng dẫn các bác sơ bộ để biết cách nào. Đấy, còn sẽ làm theo cái ý của mình dựa vào những cái tham số em hướng dẫn. Xin chào và hẹn gặp các bác ở những clip tiếp theo.